Đây, bữa hôm nay ba anh em cháu ăn khoai lang luộc cô chú ạ. Đây, ba anh em cháu ăn khoai lang luộc đây cô chú ạ. Yên rồi mẹ cho nhé. Ngồi chờ mẹ cho ba anh em ăn nhé. Đây của con đây. Dưa hấu thích ăn khoai lang lắm. Anh Dung. Yên con. Nick. Nick ăn từ tốn lắm. Ơ, Nick không ăn à? Đây cho em hấu ăn. Đây Dung. Nhi ăn miếng bé bé đi con. Nhi không thích khoai lang lắm. Mà con về ăn đi con ạ. Ăn đi cho nó dễ tiêu hóa. Nào. Đấy, không ăn. Hấu ăn. Hôm nay cho anh Nhi nhịn nha. Dưa hấu ngồi xuống con. Ừ đấy con nằm này được. Được. Nhi ăn đi. Đấy, giờ mới ăn một miếng. Đấy. Bỏ đấy. Hai đứa này nó ăn kinh lắm. Nào Nick này, Nick à. Nick, Nick ăn khoai con. Con ăn đi. Ừ đấy. Ăn đi con. Ăn đi. Nick anh ấy gần điệu lắm. Là em Du ngồi xuống. Với cả dưa hấu thì vô địch về ăn khoai, thích ăn khoai lắm. Dưa hấu thích khoai lắm. Cái khoai lang này mẹ cháu cho vào nồi áp suất luộc nên nó nhuyễn mà nó ngọt lắm. Đợt này đang tập cho các cháu ăn nhiều các cái đồ khoai lang này cho nó ăn cái tinh bột nó tốt hơn là cơm. Con ăn đi. Anh Nick nhà anh chưa quen, anh ăn ít lắm. Ăn khoai lang này thì tiêu hóa nó tốt nên là đỡ bị táo bón, chứ không là ăn nhiều chất quá này. Mấy khi đứa này nó ăn nhiều chất quá nó khó tiêu. Đấy, ăn mất của anh rồi. Hấu. Anh Dung. Thôi con ngồi xuống con. Mẹ không thích con đứng thế đâu. Con ngồi xuống. Rửa ngồi, ngồi mẹ cho. Rồi. Con cứ bình tĩnh, con cứ ăn uống là con cứ làm như thế là song song mà mẹ không thích thế đâu. Đây là phần của các con hết. Có ai ăn chanh đâu mà sợ. Này Nick ăn miếng cho mẹ đi con. Con ăn mẹ này. Ừ, thì mẹ cảm ơn. Con Jun ngoan. Jun dạo này mẹ cháu đang cho giảm cân. Cũng có hiệu quả cô chú ạ. Cháu ăn một tí khoai lang rồi xong rồi là bữa chiều cháu chỉ ăn thịt với rau không thôi. Đây Nick. Ơ Hấu ơi. Chết rồi, từ từ con. Con ăn hết một mình con rồi, để yên để mẹ cho cả các anh nữa con. Dưa hấu ngồi xuống. Hấu ngồi. Đúng rồi. Con từ từ mẹ cho con ăn. Đấy. Mẹ ăn ba củ khoai lang to ơi là to. Thái ra đầy một cái bát này. Đấy, con ăn hết rồi. Của anh Dung đi. Con cho anh Dung nốt. Đấy, con đến bát. Đấy. Thôi nhá. Ăn đến thôi. Đấy. Ăn xong rồi đến cái đoạn đến cái đoạn là chơi với bát. Thôi nhá. Ừ đấy, mẹ cho mượn cái bát một tí thôi nhá.